Nếu bạn chưa nhớ ra thì cách đây 10 tháng, hình ảnh đám cưới giác quà ở Nam Định từng được chia sẻ trên khiến nhiều người xôn xao. Gọi là giác quà không hề sai bởi cô dâu đeo quà nặng trĩu trĩu cổ, địa điểm là tòa lâu đài 7 tầng, ô tô Rolls Royce, xe Phantom và Bentley rước dâu. Nhìn phổ biến hết sức hoang tráng. Được biết, hero chính trong câu chuyện là cặp đôi tên Thu Hương sinh năm 2000 và Năng Tĩnh sinh năm 1993. Hầu hết ai cũng ghen tị trước cuộc sống của Hương bởi cô là điển hình cho những người hiện ra đã ngậm thì quà, đã dậy lại còn chiếm hữu nhan sắc rất xinh tươi nữa. Vốn có tất cả nên đến những dịp lễ như 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam này, dân tình cũng ngóng xem cô sẽ chiếm được quà gì từ chồng. Ừ thì Hương khoe ảnh hai chiếc iPhone Pro Max, nhưng chưa hết. Cô còn nhấn nhá thêm bằng quả cắt sân ứng ý quà 20/10 sớm của mẹ và bé. Thay vì tặng những món quà bình thường như lát tốt đắt đỏ thì có lẽ cô còn đang khoe là mình đã chiếm được thứ xịn hơn rất nhiều, một nhóc tỳ chẳng hạn. Ngay khi bức ảnh được đăng tải, số đông mạng không ngần quản gửi lời chúc mừng đến Hương. Nhan sắc xinh tươi không hề thua thường quá gì nào của cô dâu 19 tuổi. Ảnh đám cưới tranh xã diễn ra ở cung điện Nguyên Nga.